Hoa sen mình trồng chuẩn bị nở rồi đấy các bạn này. Hôm nay thì nó phát triển tốt, nó đẹp như thế này rồi các bạn. Hôm trước là mình gieo bằng hạt giống đấy và nó phát triển dần lên và nó tốt như thế này đấy. Và hôm nay thì mình đã được quay hoa cho các bạn xem rồi. Đây là những bông hoa đầu tiên. Ở đây là mình trồng ở chỗ này là gọi là nơi mà mình làm thiết kế, làm giống như là tiểu cảnh sân vườn đấy. Rồi sau đó là làm nơi là đỉnh để đá rồi là để thác nước chảy, nhưng mà bây giờ mình không cần nữa, mình trồng sen này vào cho nó vui. Và hoa sen này nó như nở cũng nhanh tàn nữa các bạn, nó nở xong một thời gian là nó tàn rồi nó ra, đây là bông này, đây là bông màu đẹp. Mình đã cho được nhiều người rồi các bạn, hôm trước là nó bò này. Bò là bò và ra đây thì mình đã ngắt cái gốc này và mình cho những nhà bên cạnh ấy, ai đến chơi người ta thấy thích thì người ta nhổ một ít về người ta trồng. Thế này, như cái này này, để dài ra thì mình có thể là nhổ mình đem đi trồng được các bạn nhé. Loại này thì mình trồng bằng hạt đấy, mình có thể là trồng bằng hạt, sau đó mình có thể là lấy gốc mình tách ra mình trồng được. Và loại sen này thì nó bò xung quanh cái bề mặt này thì sau đó nó kết thành một cái thảm cũng tùm luôn các bạn. Đấy. Đây là con nơi đi các bạn. Mình đi vào đây. Đây, các bạn thấy chưa? Cái này là sau này có hạt của nó là mình thu hoạch được, mình ăn được, đúng không các bạn? Thế này. Còn bông thì nó ra thế này. Đấy. Trồng chơi mà sau này cũng có hạt sen để ăn đấy. Và nó còn nhiều bông nữa các bạn. Đây bông này. Như chỗ này là mình trồng trồng sau này thì nó chưa phát triển thành nhiều. Đây. Khi mà mình trồng thì lúc đầu thì nó bé xíu xíu như này. Sau khi nó phát triển lên thì nó bắt đầu bò xung quanh dưới mặt đất ấy. Thì nó sẽ dần dần là phát triển lá của nó lớn như này. Lúc đầu thì lá của nó nằm bẹp dưới mặt đất này này. Sau đó nó ngoi dần lên như này và lên như này và kết quả là như này và ra bông. Ra bông nó sẽ cho chúng ta là ở đây là hạt sen. Đấy. Vừa trồng chơi và vừa được thu hoạch. Đấy, một công hai ba việc. Còn gốc của nó đấy. Đây các bạn. Đây. Đất ở đấy là mình dùng đất vườn đấy, đất nó cũng không tốt lắm đâu. Nếu mình vừa trồng vừa cho phân vào thì nó cũng phát triển, nó cũng khá là tốt. Đấy, review lại cho cả nhà xem sen mình trồng rồi nhá. Hiện tại là mình đang còn hạt giống của sen này các bạn nhé. Bạn nào cần hạt giống các bạn có thể kết nối với bên mình để mình cung cấp lại cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một số nội dung video sau.